Vâng, như vậy là vòng đua số 14 đã được bắt đầu. Vâng, với tốc độ xuất phát rất... Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở sân vận động huyện Bắc Hà. Và Sơn đang trực tiếp ghi hình cái vòng đua ngựa. Đây gọi là vòng đua khai mạc, gọi là vòng loại ấy các bạn. Thì Sơn thấy rằng là hôm nay thì thời tiết cũng khá là đẹp và các khán giả đi xem đua ngựa cũng như là các vận động viên của chúng ta thì cũng rất là đông, với 107 chú ngựa được tham gia trong vòng loại lần này của năm 2023 này. Thì đến vòng này là vòng thứ tư rồi, nhưng mà Sơn mải xem quá, bây giờ thì Sơn mới bắt đầu ghi hình được để cho các bạn xem. Mỗi một vòng đua này thì sẽ bao gồm là có 5 chú ngựa các bạn nhé. Đó, và bây giờ thì đã là vòng thứ tư rồi. Bây giờ thì Sơn sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc để truyền tải cho mọi người xem. Bắt đầu các bạn nhé. Có nghĩa là 2 chú ngựa bạch quanh ra có vẻ là không thích đi rồi. Yeah. Rất là buồn cười nhá. Chú 37. Và bây giờ thì là chú bao nhiêu đây? 96 thì đã dừng rồi. Còn lại 4 chú thôi. Nhưng mấy chú ngựa bạch thì có vẻ là không hăng hái lắm. Ở phía bên kia thì dẫn đầu thì là một chú cũng là ngựa bạch. 3 chú thì có vẻ là 2 chú thì yếu đuối hơn rồi. Số 69 thì rất thong thả, thong dong, không cần gì phải vội cả. Đi chơi hội là cứ phải từ từ. Cả chú 37 kia nữa kìa. Đó. Ô, đang chuẩn bị xuống ngựa luôn rồi. Đang nghỉ chơi luôn rồi. Một chú ngựa có vẻ rất căng. Khi chủ nhân cưỡi lên cái đã không nghe và hất tung luôn xuống. Rất tiếc vì Sơn không quay được lại khoảnh khắc đó. Chuẩn bị xuất phát. Chạy có vẻ rất thong dong. Và chú ngựa số 43 thì đang có vẻ hơi nhường nhịn. Đầy nữa. Chú 67 này thì có lẽ là hơi mệt mỏi, chắc sáng nay chưa được ăn sáng và đã từ chối cuộc đua rồi. Chạy được một vòng thì có vẻ là chú ngựa của chúng ta cũng có vẻ mệt mỏi rồi. Số 30 có vẻ mệt mỏi rồi các bạn ạ. Đùi hắc bạch song mã này lại cần phải có người đằng sau cơ. Đó, phải cần phải có người đằng sau mới chịu chạy. Rất chi là thân thiện nha. Đúng là hắc bạch vô thường thật, đang song song nhau. Có vẻ như đôi này rất là thân thiện với nhau các bạn ạ. Cứ chạy. Vòng đua thứ 7 đã bắt đầu rồi. À, 97. Ô ô. Khá nguy hiểm. Năm ngoái thì cũng số báo danh 97 có vẻ là rất là khỏe mạnh, nhưng năm nay thì 97 lại là một con ngựa bạch. Có vẻ cũng không được mạnh mẽ và chịu nghe lời chủ cho lắm. Như các bạn quan sát thấy thì chú ngựa số 97 là vẫn đang rất là lững lờ. Và ô ô ô. Rồi 91 chạy có vẻ căng. Mấy con ngựa nó đang ấy, đang không nghe lời anh đang ở đây điều khiển tí. Chắc được khoảng 5 vạn khán giả đây em ạ. Ừ, lời cầm 5 bạn khán giả. Này khá là tuyệt vời các bạn ạ.
con này chạy mượt nhất nhá. Ồ các bạn ạ, hiện tại Tuấn đang đứng ở cái trước sân vận động ấy, sau đó là ở cái khu bên ngoài thì khá là đông người và rất là đông người. Hiện tại Tuấn đang đứng ở đây và nhìn thấy được toàn cảnh ở đây như Tuấn cho các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đó, Tuấn đã quay một vòng sơ qua cho các bạn xem được cái khu vực toàn cảnh ở đây. Đó, khá là vui và rất là vui nhộn, rất là đông người. Đó, khá là vui và khá là thú vị. Có một số anh chị rất là mượt luôn các bạn ạ, chạy cực kỳ mượt luôn. Theo Tuyến nhìn thấy cả trên cái đường đua này thì theo Tuyến biết là con này là chạy mượt nhất rồi. Hôm nay Sơn bắt gặp hai đồ các bạn ạ. Đây là người anh em Du A Than này, người anh em miền núi Tây Bắc này. Nhưng mà hôm qua nên là anh em không liên lạc nhau. Không biết anh ở đây đâu. Biết anh ở đây đâu mà bảo. Thề đi. Hôm qua mới lên á. Nhưng mà hôm qua tối hôm qua ăn cơm đâu? Thế ăn cơm quán Trang đúng không? Anh ăn cơm hai bữa đây, anh đều hỏi. Anh hỏi là có thấy lượng với cả cái thứ đây không? Không phải, chả thấy đâu. Lâu lắm rồi. Tình cảm anh em dần dần xuống rồi, thế là các idol của mình đợt này ghét mình gì không biết được, nhất là Du A Than đấy. Lúc nào tâm hôm nay em đi à? Đang đứng ở ngoài kìa. Đúng rồi, quay trên xuống đẹp hơn. Như vậy là chú ngựa này đã bỏ cuộc, nó không thuần, nó không nghe theo lời mình hả anh? Số 55, chú ngựa số 55 đã không nghe theo sự chỉ đạo của chủ nhân và đã bỏ cuộc. Và cả chú ngựa số 97 nữa. Như các bạn thấy, chú ngựa số 97 kia thì cũng đang rất có vẻ thong dong đi trên sân, không thèm tham gia thi làm gì cả, mỏi chân. Di chuyển ra bên ngoài một tí các bạn ơi. Thì thấy bên ngoài này cũng khá nhiều những chú ngựa rất là đẹp đang được cọc ở bên ngoài. Và ra bên ngoài này xem Mấy Hường bán hàng như thế nào nữa. Đây rồi, Mấy Hường đang bán hàng đây. Bán được gì chưa? Đấy, Mấy Hường đang bán hàng. Chắc là hai bạn gái này là chưa biết là đây là ai đâu đúng không? Nếu mà xem kênh rồi thì chắc là các bạn sẽ biết thôi. Đây là bạn Mấy Hường. Hôm nay lần đầu tiên đi bán hàng tại lễ hội đấy. Các em mua ủng hộ cho chị ấy đấy. Các em vừa mới thi xong à? À, hai em gái là nhà có gần đây không? Không gần đây à? Hai em gái học sinh cấp 3 mới thi xong và bây giờ đang đi chơi hội và đang mua hàng cho Mấy Hường này các bạn. Ai mua ngựa không? Ai mua ngựa comment vào đây nhá. Ủa, các bạn nhìn thấy cái gì kia? Ấy. VIP chưa? VIP Pago chưa? Nhìn đẹp chưa? Các bạn thấy chú ngựa này thế nào? Tuyệt vời không? Có lẽ là chú ngựa này biết là Sơn đang quay cho nên là chú ấy rất là tự tin đưa ra một cái gì đó. Đang đưa ra một cái gì đó để gọi là khoe. Không, anh chỉ quay em thôi. Anh chỉ quay em một tí thôi. Đúng rồi, em cứ tạo dáng đi. Tạo dáng như thế rất là đẹp. Bây giờ Sơn sẽ quay gần hơn cái gọi là cái gì kia nhá. Không hiểu là con ngựa này nó bị làm sao ấy. Có lẽ là con ngựa này nó bị dị tật các bạn ạ. Sơn thấy có một cái gì nó thừa dài ra ở bên dưới kia nữa kìa. Rất là nhiều ngựa đang được buộc bên ngoài các bạn ạ. Di chuyển ra đây để lại ghi thêm các chú ngựa bên ngoài này. Ở bên ngoài này Sơn thấy có rất là nhiều các chú ngựa bạch. Số 57 này hình như vừa nãy đua rồi các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ là hơi nhỏ. Nhỏ nhưng lại không có võ. Còn trên đây nữa. Còn rất là nhiều những chú ngựa đẹp cũng đang được cọc ở đây. Một số thì cũng đã đua rồi và một số thì cũng chưa đua.
quay ngựa chán đi ra đây quay hai chị bán vé tí. Vé năm nay là có giá là 40.000 một vé đúng không ạ? Đến buổi chung kết thì vé có cao hơn không chị? Có cao hơn 2.000. Buổi chung kết là giá vé là 60.000 đúng không ạ? Còn vòng loại này chỉ 40.000 thôi. Thế từ sáng đến giờ thì chị bán được bao nhiêu vé rồi? Chị bán được ít thôi, chắc khoảng hơn 50 vé thôi. Được hơn 50 vé. À, thế nhà chị là cũng ở đâu? Nhà chị ở Mạc Hố. À, chị, vâng, nói chung là cũng gần đây thôi. Yeah. Đó, hai chị bán vé có vẻ là rất là phúc hậu. Chúc hai chị bán được nhiều vé nhá, hết cái chỗ đấy đi nhá. Mình số chúng đến từ xã Bản Phố. Quá nhanh. Rất đâu rồi, quý vị ạ. Vâng, chúng là đại ngựa số 73 Vàng Sơ Hư đến từ xã Bản Phố. Và hai đại ngựa năm trình diễn một cuộc đua song mã ở phía sau là Vàng Văn Hiền và Trạng Văn Sơ. Vâng, và Vàng Sơ Hư đến từ xã Bản Phố số. Có vẻ là cái vòng đua loại này là nó hơi nhạt nhẽo, cho nên là như mọi người có thể quan sát thấy là khán giả của chúng ta có vẻ cũng hơi oải. Đó. Cái vòng đua vòng loại này có vẻ hơi nhạt nhẽo mọi người ạ. Và Sơn thấy khán giả cũng không được đông cho lắm. Sơn cũng ghi lại khá là nhiều hình ảnh ở trong sân vận động, trong vòng đua rồi. Và chắc bây giờ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé. Thôi, đành phải hẹn lại tất cả các bạn trong cái vòng chung kết thôi. Vòng chung kết thì Sơn tin rằng là sẽ kịch tính hơn, sẽ có nhiều những cái khoảnh khắc kịch tính hấp dẫn hơn. Và bây giờ thì Sơn xin phép được kính chào tất cả quý vị các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Sơn nhé. Bye bye.